hậu Dương Tú Anh, gia đình cầu thủ Duy Mạnh Quỳnh Anh, MC Minh Trang, MC Diệp Chi, Hot Mom Hương Chuối và hàng trăm nghìn bà mẹ thông thái khác trên khắp Việt Nam đang tin dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Nature's Way cho con yêu. Nature's Way, thương hiệu số 1 tại Úc và dẫn đầu thế giới về dòng hàng dành cho trẻ em với 100% nguyên liệu tinh khiết, không chất bảo quản, không chất tạo màu, tạo mùi, không chất tạo vị, an toàn tuyệt đối cho cả trẻ sơ sinh. Vượt trên tiêu chuẩn của một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Nature's Way còn là người bạn tri kỷ của các mẹ bỉm sữa trong hành trình nuôi con khôn lớn.